Đây là video review chè Liễu Nhan. Xưa rồi, nhiều bạn làm video lắm rồi. Chè Liễu Nhan thiện nhân ai mà không biết. Trong video này chúng ta đập hộp, xin lỗi, review quà tặng khi mua chè Liễu Nhan của bạn thiện nhân. Các bạn thấy mình chưa? Nó to hơn cả cái mặt của mình đấy. Hôm trước khi đặt hàng 4 hộp chè Liễu Nhan bạn thiện nhân, nhận được cái thùng to thế này mình hết hồn luôn, biết có giao lầm không nữa. Nhưng không, đây là quà tặng kèm theo đấy. Kèm tên. Thứ nhất, đó là một thư cảm ơn bạn thiện nhân rất là tình ý, tình cảm. Tiếp theo đó là gì? Wow, các bạn thấy gì chưa? Quá tuyệt vời. Một bịch, để đây ha, táo đỏ một bịch. Wow, bình gấu. Theo biết á, giá bình gấu này khoảng 8.000 đồng một cái. Bạn tặng mình một bình, hai bình, mình mua một bịch nha. Ừ, ngã tới ngã lui hoài. À, còn một bịch ở đây, kèm thêm hai bịch. Tiếp theo là táo đỏ. Wow, các bạn biết cái này không? Trong đó ăn mua trong bịch của bạn thì nhân nhiều lắm, nhưng mà ăn cũng đã, tặng thêm gì mới đã. Một bịch táo đỏ tới đây, một bịch 100g đó các bạn. Ba bịch ở đây. Đây, bình gấu ba cái. Tiếp theo, nó hai bịch, ba bịch, bốn bịch. Đó, các bạn thấy không? Tha hồ mà ăn luôn, ăn không có hết luôn đấy. Và táo đỏ, bốn bịch. Dạ, ten. Đây là một bịch nữa. Thay vì quà tặng của bạn thiện nhân á, chỉ có bốn bịch táo. Đây, như thế này là đối với một hộp chè Liễu Nhan. Nhưng lần này thì mình được tặng thêm tới hai bịch này nữa. Hết rồi. Vậy bạn nào chưa từng thưởng thức chè Liễu Nhan có thể truy cập vào đường link để mua cho mình và nhận thêm rất nhiều phần quà từ bạn thiện nhân nhé. Bây giờ, bye bye!